Bạn xuất đây nhà từng học nia bạn thấy nấy dùng cái lồng hạt workbook unit one new friends bà giờ mở part A rồi nè, mở part A what's your name, number one what are their names, read the clues and complete the chart with yes or no, there is one answer for each person. Bà giờ mở bị clue nè, bị clue nè giờ miền này thay chia cần lư bà read the clues cái đặt cần lư nè là nâng cầu nè ở dừng án hai bậc toa máu complete complete nâng cho bổng pính chart nè tờ ràng nè giờ hai chart đấy bà complete the chart with yes or no, there is one answer for each person. Bà miền chùm lao cho mối xa mẹ mẹ mẹ. Okay, lời dương mô an clue về mô dương mô rich is a married man. Bà, rich nâng cư chia nẹ đại điệp ca hỏi nha bà. Married man. Chẳng dương mô là dương ban riêng ngày môn á, dương riêng bị title á bà. Title biển nghĩa dương miên miss, mister, missus, ai nâng miss. Bà, chẳng cà nà bà dương này dây tha rich chia married man bạp nâng bà gọt chia mister ấy bà, chẳng Mr. Jones bà Rich Jones bà ná. Nhưng mà Wendy is a married woman bà sợ trầy đà riêng ca hỏi chẳng nhưng mà married woman dương thích mùi nà tớ bà dương do miss ní cư cả nhà đấy đang ọt đây bà ai Mr. có ọt đấy ai Mrs. nè, Mrs. Wilson. Ai đọc về Miss Lee nè, cứ chia cảnh nhá, rư có nè đã điệp ca hỏi bàn phì nè, boss. Chẳng nè không này nè, và con chia dương thị cho Mrs. hay bà nè, Wendy á, cứ chia Mrs. Bà là dương thị từng ọc nè mà, dương thị nè, chẳng dương do this one, Mrs. Bà Mrs. Nhưng mà Vera is a single woman, bà single woman. Chẳng Vera cứ chia nỉ, bà sẽ trai đá nâng liu, bà ở toàn điệp cá, nhưng mà single woman. Chẳng bà ở toàn điệp cá, chẳng dùm mà mình miss, hay nâng miss ý, chẳng cứ bố điệp cá, nâng mình toàn điệp cá. Chẳng dùm mà Vera tịt bấy, bà ná, tịt bấy, dùm thịt cho nên máu, bà thịt cho nên máu, dùm Vera. Got a single woman, chẳng miss. Maggie's family name is Lee. Bà, nhưng mà niềm tờ cố rồi bà. Maggie cứ Lee, bà. Nè, niềm tờ cố là Lee. Chẳng dân dọc lại ná, bà dân dọc lại ná. Dân thịt nơi kháng, kháng này, bà. Chẳng miss Lee. Lee niềm tờ cố là bà Maggie Lee. Bà, this one. Okay, lấy dân bắt đầu bị ban đăng chùm lòi này hay nè, dân màu mơ là lùm hạt tỷ pi bà. Dân màu mơ lùm hạt tỷ pi mà. Và lấy nhầm bàn tư vấn là mấy cái màu bị chọc. Exercise 2. Answer the question, use the information in exercise 1. Chẳng Rick, dân mà what's his full name? Và full name mù pinh bọc quán cư Rick Jones. Dùm mơ Wendy, what's her last name? Bà dân tầm mơ nơi lừa mánh dùm mơ Wendy, last name bà có cứ Wilson nè, Wilson. Bà dùm mơ nó Wilson her last name. Chẳng bọn ai tự xây bà quên nơi tầm năng máu, dân đã Wilson, bà Wilson. Dùm mơ vừa ra với what's her full name? Bà full name của anh đó Vera Garcia, right? Vera Garcia. Ôn mơ nó không nì máu hay dừng đại pinh mấy bà. Thế pinh của anh đó Vera Garcia. This one, Vera Garcia. Maggie, what her last name? Bà last name nó cứ niềm tờ cầu lắm bà ná. Last name. Bà, mà family name đây nè, liêm tự cầu bác quát cứ Lee, bà Lee. Chẳng dừng màu phần nắng. Chẳng mơ anh thần ấy, vậy đợi kia chong ở dân chế phá last name, full name, last name, rư cô, nè, chung mua, ở dân dô mô kịch đó nè, bà. Ok,
Chẳng dân mơ lâm hạt tỷ bấy, mơ lâm hạt tỷ bấy. Và lâm hạt tỷ bấy. So call the correct words to complete the conversation. Và kéo dân cú sơ call, cú rùng vốn bị ở bàn trăm trời. Nên không xoan tình yên đi, bà ná. Dân mơ, hello everyone. I'm your teacher, Mr. Johnson. Bà này, Mr. Your teacher, Mr. My family name, bà. Lại này, dân family name. My family name is Carl. Bà, in your family name. What are your names? Chân this one. Bà, dân cụ vùng này nè, bà. What are your names? Đang tục ai bông bông cụ khuôn ai nhớ nè, bà. Nhưng ní giác cụ khóc á. Bà. Bà chập khóc á, bà. Miền vùng với miền vùng ai cụ nó lên nâng sạch. Bà. Chẳng như your name mà, bà, hay dùm B. I'm John, my fam, bà, dùm Lincoln. Chẳng dùm my family name is Lincoln. I'm John, khiêm chú John, my family name is Lincoln. Chẳng dùm C. Bà, em Sue, my is Sue Ann Harris. My full name, bà, full name ấy, chú mô gọt Sue ấy. Sue Ann Harris, giờ mới đọc bài nữa. My full name, bà my full name. Chẳng nơi lơ nơi nấy dân vô. My family name is Carl. What are your names? This one. I'm John. My family name is Lincoln. I'm Sue. My full name is Sue Ann Harris. Bà giờ mới tạm dừng máu. Okay. Hello, young chop the moon crowd. We did the math, the two parts of each sentence. Ba, you Google, you move my name, ba, my name, D, my name is Diana. What, ba, you move what, you go another, what, which one, what, Ian, what, his name, young letter E, ba, you move letter E, what, his name. Our name, this one, our names are Tom and John, so letter C. Bà, dân tôi say name letter C mà. Chẳng là name letter E, hay là name letter C. Bà, hay dân mơ Melissa. Melissa, dân dô bị ấy đó, Melissa. Melissa is a student, so letter A. Bà, letter A. And Mr. and Miss Bradford, bà. Chẳng phải có chữ plural nữa, bà. Plural là dùng một subject đó P ấy. Chẳng phải có chữ letter F, a teacher, bà. À, chẳng letter F. And the last one, what are their names, bà. So letter B, bà, letter B. Mình không thể bốn bốn phương lùm hạt năng hào ấy nữa. Dương phu lùm hạt năng ngày hồi mới chăm chăm dương mà chết chẳng bằng nên dương chết chụp lối tầm đón việc sư càng đấy bà. Ok, dương mau mơ là tùm bò cọng tiết bà. Bò cọng tiết chẳng nhầm lục này vĩnh. Ok. Mơ tùm bò cọng tiết. Number 5, complete the web page with the correct form of B. Bà, này chỉ web page bằng kia, chỉ page website á, bà này lưu internet. Kéo dân bộ phân cho mùi nhân B, meet me and my friends. Hi, my name is Lee Nelson. Mr. Chang is my English teacher, dân dô B mà đạm á, bà. Is my, chứ mở quạt tạm tại ai nế, dân dân ý hay. Mr. Chang is my English teacher. Danny and Hannah are my classmates. Bà, are my classmates. Okay. And bà, you will put time in. Jack and Penny are my friends. Bà, are my friend. Plural, bà nè. Aliza and Layla are my new friends.
My new friend. Okay, and Yugi is my, it's my dog. Yugi is my dog. Chẳng những con này bấm pin cái sub to be màu bằng năng đế bà. Giờ mơ là subject. Hi, my name, chẳng viên mà nẻ, chẳng ý hay bà, is. Mr. Chang is my English teacher. Danny and Hannah, pi nè ai bà. Pi nè, chẳng những đầy á bà. Đầy ai, đầy ai. Bà, ní có đôi khi ní có đôi khi ok, tại dù dù kì ní tại ai, chẳng is my dog. Bà, lời dân tâm ơn đang cọng tiết. Ok. You may exercise it. Read the answer, then write the question. Use positive attitude. Use the example as a model. But for example, you may what are their name? Their name are Jack and Penny. Her name is Liz. Chẳng you may không clear nắng. What is his name? Mình chẳng. But what is his name? What his name? His name is Liz. Bà her name, what's her name? Bà number 2, mơ number 2, what her name? What's her name? Là dương tự xe máu bà. What's her name? What her name? Đọc bê dương chói, her name is bà nè. Her name is Liz. Đọc bê his name is Mr. Chang nè, this one. Dạ nít bàn what his name nè. What's his name? Bà, ok, dẫn dẫn cho anh Vĩnh. Dẫn, his name is Mr. Chang. And number 4, their names are Danny and Hannah. What are, the plural dẫn dẫn lên ý ấy bà. What are their names? Bà, what are their names? Their names are Danny and Hannah. Dẫn dẫn mơ clear màu bản năng á, bà ná. Mơ bản năng màu, nhầm bạch từ Vĩnh. Dẫn mơ nơi cọng tiệt. Ok, can I to say giống viên và phê dựng tích. Look at, bà, chờ mơ clear ní bà. Look at the example, complete the chart with information about you and your English teacher. Bà, ní, cụ bỏ nẹ ní nẹ, dừng thịt mùi máu bà ná. Bà, hay ní your teacher, bà. Lấy ní bà pinh luôn ấy máu hay number 9 có write sentences about you and your teacher. Ni chia mô đào kia để kia đạo ý cùng rũ mà ná. Hi, my first name is Kendra. My family name is Johnson. My full name is Kendra Lily Johnson. My teacher is Miss Kenderson. Her first name is Laura. Okay. Nhưng anh ta sẽ cùng rũ nơi lên nâng mùi máu và okay, how do you spell letter B? Complete the sequences with the correct letters. Chẳng dừng an máu miệng dừng từ tam lục đập sò và nè cùng đặt ở đồng lớn. Giờ dừng mở đồng đập sò bờ phía A B C D. Chẳng mở lon dừng mở lon mạnh B C D E F. Chẳng mở lon mùi nè. M-N-O-P mà ní mà lộn P bà dừng kịch tạm lần máu Q-R-S-T-U-V-W-X-Y bà lại nâng dừng đọc Y máu đồng lộn P P chấn bà đồng lộn P P ok đôi khi nha tiền ớt ní Y là ní dừng dừng mớ B C D C D E lâu môi ni A anh chẳng bán á hay number 4 ni cứ dừng W hay number 5 N hay number 6 U ba you will complete the conversation with the correct questions ba so clerk men clerk nè lụa nè ba hay Terence hello you will còn là gì hello what's your name my name is Terence Nicole ba my name is Terence Nicole chẳng là ní kia ao dương spell đó nữa. How do you spell your name, Mr. Nicole? How do you spell your name, Mr. Nicole?
Bà ní có spell là N-I-C-H-O-L-S. Clark còn dây, ok. How do you spell Terence? Bà, how do you spell Terence? Ani có spell ấy, bà, how do you spell? Nhưng mình bạch tự xe lần với nhé, tại sao tại clear được ổn nhưng miền ấy bà. How do you spell Terence? Bà, T-E-R-A-N-C-E. Thank you. Okay, write a conversation about Miss Michelle Griffin name. Use the conversation in exercise 2 as a model. Bà, tôi kia đáy cái ao dương prime model. Okay, now move to part C. Are you a student? Write the job under the correct pictures. Bà, cái ao dương to say job mỗi mà actor, actress, artist, model, musician, singer. Bà, giờ mà là Edie Tucker England. Bà, Edie Tucker England cứ chia model đó nè, bà. Pao Guangxi, China. Bà, gọi chia artist. Ok, chia artist hả, gọi đó. Bà, nhầm tôi sẽ nói lại nắng rồi nè. Chia artist, dừng lại chạy máu bà nè. Bà, artist. Okay, Benjamin Bratt, the United States. Bà, giờ mà một con nói gọi chị actor. Bà, actor. And bà này cười kia nữa, là dừng từ này xin làm bài từ cười vinh. Okay, giờ mà Maria Rita, bà, from Brazil. She is a singer. Bà, Sandra O, Canada. Chia actress, nhầy mơ sàn, rút xùm rõ. Chẳng chia actress, đá xùm đây. Galo Ochao, Mexico, from Mexico. Quát chìa musician, he carrying the guitar. Okay, write two sentences about each person in exercise one. Write the country they are from and their job. For example, Eddie Tucker is from England. He's a model. Bà, đôi khi ủ đó là dừng cho Sandra. Sandra O nè. Dừng anh Sandra O is an actress. Bà, she from Canada. Dừng cho chẳng màu. Hay Galo Ochao is a musician. He from Mexico. Đôi khi dừng vừa tạm nâng từ xe. Ôm hồ bồn, bà. Now move to exercise 3. Put the word in correct order to make sentences. Bà, mà, he's A from Canada. Dùng xong một bình mắt. I am from Vancouver. I am an actor. She is a singer. Bà, to say, number 4. Complete the conversation with the sentences from exercise 3. Rewrite the sentences with the contraction. Bị contraction ấy kiểu như bấm pruin, tôi sẽ bấm pruin cùng mọi và cùng mọi nơi đưa lơ mà nhé, buồn bị dục mà nhé. Dương trai vô màu bấm pruin. We have Becky and Mia và Nick. Nên không bị dục nắng giờ mơ. Hi Mia, this is my friend Nick. Và hi Nick, are you a student? No, I'm not. I'm an actor. Bà nghĩa là mình I am thế đấy, dừng tôi sẽ cắt nó, am an actor. Oh, are you from the United States? No, I'm not. Bà, no, I'm not. Hay bạn Becky còn để dạy tha, he is from Canada, dừng tôi sẽ he is thế đấy bà. Dừng tôi sẽ he is from Canada. Oh, are you from Toronto? No, I'm not. Cái này sao ta chia tùm rụng cắt đấy, no, I'm not. Hay dừng tôi sẽ cắt màu bình máu, am from Vancouver. Are you a student, Mia? Yes, I am. Bà, yes, I am. Hay Becky có tha, she's a singer too. Niên có chia, niệm chùm điên đây. She's a singer too. Chẳng clear nơi lớn, còn tại kỳ ao dương tử xế chia tùm rung cắt lăng bình. Number 5, answer the question about the people in exercise 4. Is Nick an actor? Yes, he is. Bà, person by the actor, man, nhưng chẳng yes, he is. Is Nick from Toronto? No, he isn't. Bà, đang dùng mưa phòng miền nắng lăng với nhau chơi luôn ai móc. Tiếng ti pram, đang ti pram mùi, bà. Okay, now look at number 7. Look at the pictures. Read the answer, then write yes, no question.
Bà, giờ mới kêu ao dân xuống. Bà, is she from Canada? No, she isn't. Bà, nhìn no, she isn't. Giờ mới pi ni tiệt đấy, giờ mới. Bà, nếu kêu ao dân thích, ao dân xuống móc. Chùm lõi, giờ mới chùm lõi, giờ ta, yeah, he is. Chẳng dân xuống chị ạ thì, giờ mới cũ nè. Is he an artist? Bà, cái lộ ạ toán, nhưng mà tôi sẽ ở lại nâng tí chất nè. Is dừng mưa chậm lại kia. Is he, bà, is he an artist? Bà, is he an artist? Thế dừng cho anh với nhé. Yeah, he is. Bà, ok, dừng mưa nơi crown. Bà, dừng mưa nơi crown. Number 3, number 3, yes I am đi đấy. Bà, yes I am đi đấy. Hay giờ mới kia ở Canada với em nhé, giờ mới xuống niên gặp ông thuế niên chỉ crew à mẹ nè. Bà, giờ mới yes I am. Are you a teacher? Bà, are you a student or are you a teacher? Yes I am. Em say cô này mà nè. Giờ mới still anh ấy chọn mẹ đấy. Chính cái ao dân xuống khâu nè. Are you dân đã? No it isn't. Chẳng is his name John? Bà, chẳng như tôi sẽ tỉnh mắt. Is his name John? Is his name? Bà, is his name John? Bà, những chói thần, no, no, it isn't. Mẹ, no, he isn't. Đó là những chữ mùa nè, dù chữ mùa nâng mà chói. No, it isn't. Bà, nhưng mà mùa nơi cào mùi tiết. Bà, nơi cào. Dương mơn miền rốt Florida hay năng California. Hay dương kì xua, yes it is. Bà, yes it is. Ní chì tì krong mai, ní chì Miami. Dương dương đạc mó, is Miami in Florida? Is Miami in Florida? Yes it is. Hay dương mơ tìp mùi, kì thịt nhá, trở ở ní khó ná. Bà ná kì ao dương xua khó đại xa chùm lói, no, he, no she isn't. Bà, chẳng dừng xua thầm mấy, is she an actress? Is she an actress? No, she isn't. Bà, dừng mau mơ number 8, write two sentences about each picture in exercise 7. Number 1, she isn't from Canada, she from the United States. Bà, tôi sẽ phí lơ nâng mau bây nhỏ máu. Okay, you may letter D, names and the jobs. Read the text. Write the his first name of the people. Chẳng dừng an at the bot nâng tạch đế, bà, an at the bot clay nâng. The talent fair. Saturday 2 o'clock and 8 p.m. See our talent student and classmate at the community fair. Bà, talent student nó miền này thà sở tại miền tiếp cơ sở đó bà, talent nó còn viên biệt talent. Bà, tiếp cơ sở bị cầm nạt miền đóng như là đồng màu bị cầm nạt nó và kè nó chạp nó. Bà, điền từ điền prang prai mò mò mà tù bàn phò chờn talent miền đồng. Bà, đồng riết nó và kè khang ấy muối cần nịch nó và kè mong chia outstanding nó không nạt nó. Classmate at the community fair. Bà, community fair này cứ cả bằng hai như trong xã cùng á bà nè. Fair bằng hai như có cả tăng bị bò nè. Nhưng mà Marina Sares and Thiago Aran are from Brazil. Marina is a singer and Thiago is a musician in the band Beach Rock. Bà, clay. Bà, clay. Nhưng mà ni tam nâng máu. Number 2, meet the artist JP from Canada. By information for his fan, his full name is Jacob Paul Larson. Ba sẽ chỉ bỏ miễn xem fan bỏ quạt đó, bà nè còn trở fan bà nè, nè fan. Nè còn trở quạt đó, giờ fan. Bà bỏ miễn xem nè còn trở fan. Mà vốn khơi biện năng là fan, bà nè, this one. Fan. His full name is Jacob Paul Larson. The actor, number 3, the actor Marcos Gaza and the actress
Olivia Magen in the play Nationality. Cho nên chúng mua play gì nữa. He from Mexico and she from the United States. Bà. Ok, giờ mời mà cầm điện máu. Bà, ở hãy ăn tập bọt bằng năng. Read the text again, answer the are the sentence true or false? Khó rưu trâu, bà. True, trâu, false, khó. Righty, true, and false. Bà, chẳng cái lại này mà nhớ nè. Nhưng còn để ăn chùm lao y nhìn tích bó chẳng. Giờ mời number two, false, number three, false. Number 4 true, number 5 true, number 6 false. Ba nung je check luôn anh thay mau. Okay, jeung mien nyom mien panang hai som bon thveu lom hat pathaim nei knong